các bạn đang nghe truyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 22 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lại nói, lúc bấy giờ, người của Liêu gia tập trung hết ở trong Lạc Phượng Thành, mặt ai cũng buồn rầu. Ngay cả đến Liêu Kiệt, linh hồn bị trọng thương, cũng không được an dưỡng mà vẫn phải tham dự cuộc họp này. Ta biết là chúng ta không thể nhường cho bọn chúng, thế nhưng chúng ta đã thề, lời thề không thể tùy tiện vi phạm được. Liêu Kiến đối với chuyện này cũng rất đau đầu. Nếu không có Hồng Quân thì hắn đều có thể nói người trong thành phản đối, không giao Lạc Phượng Thành. Trước hắn chỉ cần nói người trong thành không đồng ý, thành chủ hắn cũng không làm. Mặc dù không còn làm thành chủ, nhưng thành trì này vẫn là của người Liêu gia bọn chúng. Nhưng tình hình bây giờ thì không giống như hắn đã nghĩ nữa. Như lời tên tiểu tử kia nói, chỉ cần lôi thôi không giao ra Lạc Phượng Thành thì hắn sẽ đến đổ thành, giết tất cả người trong thành. Liêu Sơn sau khi bị tên tiểu tử kia công kích giờ vẫn còn run sợ. Nếu cuối cùng hắn không toàn lực chống cực và hy sinh chiến đi thì ít nhất bây giờ cũng trọng thương chứ không bị thương nhẹ như bây giờ. Liêu Kiến, lần này cá độ là các ngươi thua mà ngươi cũng đã phát thệ. Trước hết ngươi từ chức thành chủ. Về phần tên tiểu tử như lời các ngươi nói, nếu hắn làm loạn, chúng ta có thể huy động lực lượng toàn thành quay lại giết chết hết người của Thánh Giới Thôn, tuyệt đối không thể để Lạc Phượng Thành cho bọn hắn được. Liêu Kiến có một vị gia tộc cao cấp tiền bối, chính là thúc phụ của Liêu Kiến, Liêu Cẩm. Liêu Cẩm thở dài, chỉ một câu nói chính là lột bỏ chức vụ thành chủ của Liêu Kiến. Rõ, thúc thúc, không nói thì Kiệt Nhi cũng sẽ giao lại chức thành chủ. Lời thề khó khăn, quả thật Kiệt Nhi không còn thích hợp để làm thành chủ nữa. Liêu Kiến đối với vị thúc thúc này rất kính trọng, liền giao ra đại ấn của thành chủ, nhanh chóng bầu ra tân thành chủ. 30 năm sau, chủ phủ của Thánh Giới Thôn. Tiểu Quân, thực lực của đệ thì không cần phải nói rồi, nhưng mà đánh cờ thì không ra cái dạng gì cả. Ở hậu viện của chủ phủ, hai người Hồng Quân cùng Nguyệt Ương đang ngồi đối diện đánh cờ. Hồng Quân trong lòng thầm kêu khổ, nếu mình có một nửa thực lực của mẫu thân thì tuyệt đối không thua Nghịch Ương. Đáng tiếc từ trước tới giờ hắn không hề chú ý tới môn này. Nghịch Ương lão ca, môn đánh cờ này Hồng Quân tự nhận không bằng huynh rồi, không bằng chúng ta tìm một chỗ nào đó thống thống khoái khoái mà đánh một trận đi. Hồng Quân mỉm cười nói. Nghịch Ương cuống quýt khoát tay, giọng cười cười, không đi không đi, đánh với đệ một hồi để đánh cho ta gãy xương ra đấy. Hay nhất là cứ đánh cờ đi, cứ đánh cờ. Đột nhiên sắc mặt Nghịch Ương biến đổi, hừ lạnh một tiếng. Tiểu Quân, Lạc Phượng Thành đã tuyển ra tân thành chủ, hoàn toàn phủ nhận lời thề khi xưa, kể cả là sự an toàn của Thánh Giới Thôn chúng ta. Đã đoán sớm được, Nghịch Ương lão ca, không biết dạo này Nghịch Thiên Nhất Kiếm huynh luyện như thế nào rồi? Những năm qua, ngoài việc đánh cờ với Hồng Quân, lão thường luyện Nghịch Thiên Nhất Kiếm, nên mấy năm nay cũng tiến bộ không ít. Khi nghe Hồng Quân hỏi như vậy, nhất thời mắt Nghịch Ương sáng hẳn lên. Nói cũng lạ, tự mình luyện cũng không biết mình tiến bộ như thế nào, hay là tìm nơi nào đó kiểm nghiệm một chút vậy. Hồng Quân trên mặt nở ra một nụ cười tàn khốc, lạnh lùng nói. Được, đệ cũng có ý này, không biết Lạc Phượng Thành có bao nhiêu người đây. Tiểu Quân, ta nhớ đệ nói là 100 năm sau cơ mà. Nghịch Ương nhíu mày, lão tưởng Hồng Quân cấp cho Lạc Phượng Thành 100 năm thời gian. Hồng Quân cười cười nói, Nghịch Ương lão ca, đệ chưa từng có thề mà. Nghịch Ương sửng sốt, người tu chân nói chuyện không cần thề thốt, chỉ cần nói ra khỏi miệng đều phải tôn trọng lời nói của mình. Cho dù không tuân thủ thì cũng không được đem chuyện đó ra làm trò đùa. Cho dù Liêu Kiến, Liêu Kiệt cũng chỉ biết tìm cớ phủ nhận những lời mình đã nói, mà hôm nay Hồng Quân nói như vậy đúng là thuộc vào số ít. Tiểu Quân, đệ phải suy nghĩ cẩn thận, nhiều năm như vậy cũng sẽ tới, Thánh Giới Thôn còn có những 70 năm nữa cơ mà. Nghịch Ương thật tâm coi Hồng Quân là tiểu huynh đệ, thậm chí có thể coi là tiểu sư phụ. Lão thật sự không muốn làm Hồng Quân tùy tiện vi phạm lời nói của mình. Không quan hệ, lần này chính là huynh muốn kiểm nghiệm thành quả tu luyện của mình, đệ chỉ đi theo phục vụ thôi. Nhưng có kẻ nào muốn theo đệ động thủ thì đệ không ngần ngại phản kháng một chút đâu. Hồng Quân giả hoạt cười cười. Nguyên lai là như thế, nguyên lai là như thế, cũng là tiểu quân đệ chu đáo à. Tại Lạc Phượng Thành cửa đông,
có một già một trẻ đang đi về hướng cửa thành. Hai người đi trên đường vừa đi vừa nói, cười, trông có vẻ rất nhàn nhã. Không lâu liền đi đến trước cửa thành. Đứng lại! Cửa thành có một người là binh lính thủ thành liền quát lên. Lão già vẫn cười cười, cả hai liền đi tới trước mặt hai tên lính. Hai vị quan gia, các ngươi nói ta sao? Nói nhảm, người của thần giới thứ hai dám đi đến Lạc Phượng Thành làm loạn, lại còn muốn... Nhưng người gác cổng thành này không nhìn thấu tu vi của lão già, liền dùng thần thức truyền âm cho tiểu đội trưởng tới hỗ trợ. Nếu tu vi của Hồng Quân thì tên lính này sẽ chẳng thèm hỏi mà động thủ ngay lập tức, căn bản không thèm đứng đây nói nhảm. Ha 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 ha, chúng ta tới đây là để hái quả. Nghịch Ương cười ha ha nói, một chút cũng không vội, không thèm để ý đến tên lính kia có gọi người hay không. Lão có thực lực thì căn bản gã lính có gọi thêm người cũng không sao cả. Gã lính nghe đến hai từ hái quả thì lập tức sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi, lớn tiếng nói, cút nhanh lên, chúng ta là người của thần giới thứ nhất, như thế nào mà làm trái cho các ngươi, đừng nghĩ có thể làm loạn. Kỳ thực gã binh lính này đã đoán hai người này là ai. Tân thành chủ đã cảnh báo họ phải cẩn thận với Nghịch Cương và Hồng Quân, nhưng cũng không cần khách khí với hai người bọn họ. Thủ thành đội trưởng đã mang tới 100 người chạy đến nơi này ngăn cản Nghịch Cương và Hồng Quân. Mặc dù có nghe nói là Hồng Quân rất lợi hại đến nỗi chỉ một kiếm đã giết chết tới 7.000 thần nhân, nhưng những người này cơ bản là không có mặt ở hiện trường, không được nhìn thấy sự thực. Ngược lại, họ còn cho rằng sự việc được đồn thổi. Cũng khó trách được họ, chỉ là một hạ phẩm thần nhân mà chỉ một kiếm giết chết mấy ngàn thần nhân. Ngay cả hạ bộ thiên thần cũng chưa chắc làm được điều đó. Có thật không? Nghịch Cương trợn mắt nhìn tên binh sĩ đang là hạ phẩm thần nhân hỏi. Nghịch Cương dù sao cũng là thượng cấp thần nhân, mà binh sĩ này đâu có được bản lĩnh biến thái như của Hồng Quân. Cùng là hạ phẩm thần nhân nhưng thực lực thì chênh lệch nhau quá lớn. Nên khi thấy hai con mắt của Nghịch Cương đang trợn lên, trong lòng gã binh sĩ toát lên một trận kinh khủng. Đó là sự sợ hãi phát ra từ nội tâm. Ngươi muốn tìm người nào để thu hoạch quả đây? Gã binh sĩ sợ đến nỗi giọng nói cũng phải trầm xuống vài phần, nhún nhường hỏi. Liêu Kiến và Liêu Kiệt. Nghịch Cương nói hai tên người rồi tiếp. Chính là thành chủ và phó thành chủ trước đây của các ngươi. Lớn mật, các ngươi là người của thần giới thứ hai cũng dám đến thành trì của thần giới thứ nhất Dương Ngoài. Người đâu, bắt chúng lại cho ta. Đến đây thì trăm gã thần nhân trong tiểu đội chạy đến. Cầm đầu là một trung phẩm thần nhân lớn tiếng hô. Nghịch Cương cùng Hồng Quân đều nhíu mày. Hồng Quân như thế nào cũng không có để ý động thủ, tựa giống như hắn nói chỉ là phụng bồi giúp đỡ mà thôi. Mười mấy hạ cấp thần nhân hung hăng bay tới, trên người ai cũng thắt ra một vẻ lạnh lùng. Người nọ là trung phẩm thần nhân lớn tiếng nói, ta khuyên các ngươi nên thúc thủ chịu trói, còn có thể miễn tội chết cho các ngươi. Giảm đáng bát phương. Những người này hoàn toàn không có động thủ, thậm chí gã cầm đầu là trung phẩm thần nhân còn chưa nói xong thì Nghịch Cương đã xuất chiêu. Tám đạo kiếm khí được xuất ra từ thượng phẩm thần khí tung hoành lần lượt thay đổi. Tiếng rít xung quanh loạn lên, chỗ mà kiếm khí đi qua, mười mấy hạ phẩm thần nhân ngay cả phản kháng cũng không có, chết ngay dưới kiếm của Nghịch Ương. Ngươi dám ngang nhiên ở cửa Lạc Phượng Thành giết người, người đâu, giết cho ta. Trung phẩm thần nhân quát lớn. Nghịch Ương khóe miệng lộ một nụ cười đắc ý, đó chính là hiệu quả của lão đang chờ đợi. Ta đây chính là từ cửa Lạc Phượng Thành giết người đi vào, ta xem Lạc Phượng Thành các ngươi có bao nhiêu người để ta giết đây. Lần này có hơn 10 người xông tới, không giống với lần trước đứng phân bua mà trực tiếp ra tay luôn. Ha 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 ha, đến hay lắm, hãy xem phá thiên kiếm khí của ta. Đột nhiên chỉ thấy Nghịch Cương được bao vây bởi một đạo quang mang màu lam. Quang mang càng ngày càng nhỏ nhưng lại càng rực rỡ. Đạo quang mang lấy Nghịch Cương làm trung tâm, nhanh chóng thu nhỏ thành một tiểu cầu màu lam. Bạo! Một tiếng hét lớn và tiếp theo đó là không khác gì tạc đạn bùng nổ. Mấy vạn đạo kiếm khí dũng mãnh bay tán loạn, đang công kích là 10 thần nhân thì ngay lập tức chết hơn phân nửa. Những kẻ không chết thì cũng trọng thương. Kiếm khí tung hoành chỉ có vị trí của Hồng Quân và Nghịch Cương là an toàn. Những khu vực xung quanh đều bị tàn phá. Phá thiên kiếm khí chính là được thôi diễn từ phá thiên kiếm quyết. Nó cũng không phải là phá thiên kiểu thức, nhưng để đối phó với quần công là hiệu quả nhất. Mặc dù kiếm khí có sức công phá không lớn, nhưng hạ phẩm thần nhân thì làm gì có chiến y lợi hại đây.
kiếm khí được phát ra từ thượng phẩm thần nhân cộng thêm thượng phẩm thần khí, những người này chỉ còn cách chết hoặc bị thương mà thôi. Mặt khác, trên người Hồng Quân cũng mặc thần khí chiến y, kiếm khí căn bản là không vượt qua được phòng ngự của chiến y. Vừa rồi người vẫn là lối om sòm mà. Nghịch Ương nhìn lướt qua gã trung cấp thần nhân, cười cười nói: "À, không phải ta, không phải ta." Gã trung phẩm thần nhân cũng đã choáng váng, mặc dù dưới tay hắn còn rất nhiều quân, nhưng một chiêu của Nghịch Ương đã giết được nhiều người như vậy, khiến cho hắn có đôi chút sững sờ, quên cả ra lệnh. Trả lời câu hỏi của Nghịch Ương cũng là theo phản ứng: "Chết đi." Thần kiếm trong tay giơ lên, kiếm nhẹ nhàng vung tạo ra một đạo kiếm khí, chia gã trung phẩm thần nhân đang sững sờ thành hai nửa. "Đội trưởng đã chết, đội trưởng đã chết rồi." Những người còn lại vốn đứng sau gã đội trưởng, nhìn thấy địch nhân chỉ một kiếm chém chết bao nhiêu đồng đội, lại một kiếm đưa tiểu đội trưởng chia thành hai nửa, thì đều sợ ngây người, không biết ai la lên vài tiếng, sau đó bỏ chạy tán loạn. Ha, "Tiểu Quân, chướng ngại vật đã sạch sẽ rồi, chúng ta lại tiếp tục hành trình thôi. Ai, cũng không biết Liêu Kiến và Lưu Kiệt ở chỗ nào đây." Hồng Quân giết chết rất nhiều người, căn bản không để ý, ngược lại lại coi như không có gì. "Nghịch Cương lão ca, phá thiên kiếm quyết của huynh có tiến bộ đó." Hồng Quân cũng cười cười nói, nếu là trước đây thì phá thiên kiếm khí không có lợi hại đến như vậy. "Ta cũng là phải hỏi đệ, cái gì mới là nghịch thiên nhất kiếm đây? Mặc dù ta đã cố gắng ra hết sức rồi, phá thiên kiếm quyết cũng cải tạo không ít nên mới được mạnh như vậy. Đi, chúng ta tiếp tục thôi." Hồng Quân chỉ còn biết cười cười đi theo phía sau Nghịch Cương. Giờ thì chẳng còn ai dám ngăn trở bọn họ. Họ chính là hai người khai sáng lịch sử cho thần giới thứ hai, cứ như vậy nghênh ngang tiến vào thành trì của thần giới thứ nhất. Liêu Trạm hiện giờ chính là tân thành chủ của Lạc Phượng Thành. Lúc này hắn đang trong phòng đi qua đi lại. Lão cũng vừa nhận được tin tức có một già một trẻ là người của thần giới thứ hai tại cửa thành phía đông giết không ít binh sĩ vệ thành, sau đó còn nghênh ngang tiến vào trong thành. Không những thế, một già một trẻ kia còn muốn cái gì gặp Liêu Kiến, Liêu Kiệt để thu trái. Liêu Trạm cũng chính là thành viên của Liêu gia, vừa nhận chức tân thành chủ nên đương nhiên lão cũng biết chuyện của 30 năm về trước. Chính vì thế lão dám chắc hai người một già một trẻ kia chính là Nghịch Ương và Hồng Quân. Sau khi nhận được tin tức, Liêu Trạm nhanh chóng thông chi cho người đức cao vọng trọng nhất của Liêu gia là Liêu Cẩm. Lão cũng rất sốt ruột chờ đợi mệnh lệnh của Liêu Cẩm. Chỉ trong chốc lát, Liêu Cẩm mang theo hai người chính là trưởng lão của gia tộc đến tiến vào đại sảnh của chủ phủ. Liêu Trạm nhìn thấy Liêu Cẩm đến, tâm trạng thở dài một hơi. Sự quan trọng của Lạc Phượng Thành chính là sự tồn vong của Liêu gia. Chuyện quan trọng như vậy không phải hắn là thành chủ là có thể giải quyết được. "Liêu Trạm, chuyện này chúng ta đã biết rồi. Hai người này dám chắc là Nghịch Cương và Hồng Quân mà năm xưa Liêu Kiến và Liêu Kiệt có nói qua. Bọn họ dám hai người vào thành rõ ràng là đã có chuẩn bị. Ít nhất chúng ta cũng có nhận định. Chỉ cần bọn chúng muốn chạy thì vô luận thế nào cũng không có ai ngăn cản được chúng đâu." Liêu Cẩm phân tích nói. Liêu Trạm suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp: "Tộc thúc nói không sai. Thế nhưng mà dựa vào Liêu Kiến và Liêu Kiệt nói qua, Nghịch Cương và Hồng Quân dám chắc đến có mục đích. Ít nhất Hồng Quân chúng ta không có khả năng ngăn cản." Trong Lạc Phượng Thành chúng ta đông hơn chúng ngàn vạn lần, nhưng căn bản chúng ta không nên phát động quy mô chiến đấu lớn, cũng không thích hợp một lượng lớn quân đội cùng nhau công kích. Như vậy tổn thất của chúng ta sẽ là rất lớn. Hôm nay biện pháp chỉ còn một thôi. Liêu Cẩm nở ra một nụ cười rất tà ác. Nghịch Cương và Hồng Quân giờ này đang đi trên đường lớn của Lạc Phượng Thành. Nhìn ngã tư đường phồn hoa, những lâu vũ vững chãi, trong lòng hai người liền dâng lên một cảm xúc khó tả. Đây chính là thành trì mà người của thần giới thứ hai không thể tiến vào hay sao? Cho dù kiến thiết giống như thánh giới thôn cũng thua xa ở đây. Giờ này Nghịch Cương còn tưởng tượng đến cảnh người của thánh giới thôn được an lạc trong Lạc Phượng Thành. Ồ, Nghịch Cương đột nhiên nhướng mày nói: "Tiểu Quân, thành chủ của Liêu gia hứa hẹn với chúng ta phải đi tìm hắn đàm phán." "Đàm phán ư?" Hồng Quân ngạc nhiên kinh hô, nhưng ngay lập tức hắn khôi phục được sắc mặt. "Được, đàm phán thì đàm phán, xem bọn chúng còn có chiêu gì mới hay không." Nếu dám giết người để tiến vào Lạc Phượng Thành, Hồng Quân dĩ nhiên là không sợ cái thành chủ phù chủ. Có lẽ Liêu gia bày thiên la địa võng, nhưng phải xem chúng bày ra để đối phó với người nào.
vừa mới đồng ý đàm phán, lập tức có người mang theo bọn họ đi đến chủ phủ. Chủ phủ của Lạc Vận Thành hôm nay trông có vẻ rất nghiêm trang và tấp nập. Đình viện hai bên có hai hàng hộ vệ, mỗi hộ vệ đều là thượng phẩm thần nhân tu vi. Hơn nữa, mỗi người đều có hai kiện cực phẩm tiên khí, một là tấn công, một là phòng thủ. 200 người này có thể xem như là tinh anh hộ vệ của Lạc Phượng Thành chủ phủ. Hồng Quân và Nghịch Cương vừa đi vừa nhìn hai bên, 200 hộ vệ đều hiên ngang đứng vững, trên mặt không có một nét gì biến hóa. Hai người trong lòng không khỏi âm thầm bội phục những hộ vệ này, bọn họ có lẽ chính là tử sĩ. Để huấn luyện được một đoàn tử sĩ như vậy thì khó khăn tuyệt đối là lớn. Huấn luyện được một tử sĩ có thể là dễ dàng, nhưng muốn cho một thượng phẩm thần nhân làm tử sĩ thì dường như không có khả năng. Không những thế, hiện giờ còn đến 200 tử sĩ đều là thượng phẩm thần nhân tu vi. Có một điều mà Nghịch Cương và Hồng Quân không biết, đó là tử sĩ không phải là 200 người mà là 500 người, 300 người khác đã được Liêu Cẩm mang đi. Liêu Trạm sau khi nhận được tin tức lập tức từ chủ thành ra nghênh đón. Nhìn thấy Nghịch Cương và Hồng Quân, thần tình có phần cười cười, mời vào trong phủ bàn nghị sự. Liêu thành chủ, quân sĩ ở cửa thành rất khinh người, người của thần giới thứ hai chúng ta, cho nên ta có chừng trị một chút, thiết nghĩ Liêu thành chủ không quá để ý đấy chứ. Nghịch Cương đột nhiên nói vậy khiến cho Liêu Trạm bị hạ uy, chỉ cần Liêu Trạm nói không dễ nghe thì ngay lập tức Nghịch Cương sẽ ra tay. Liêu Trạm vừa nghe Nghịch Cương nói thì trong lòng đã thầm mắng, cái lão già Nghịch Cương kia, người đã giết hơn 10 thủ thành của ta lại còn ở đây mà kiêu ngạo. Nếu không bảy tộc thúc an bài, lão tử đã sớm đem bọn ngươi mà bầm thay vạn đoạn rồi. Mặc dù trong lòng Liêu Trạm rất hận, nhưng ngoài mặt thì không có biểu lộ điều gì, vẫn như trước cười cười. Nghịch Cương thủ lĩnh, nói mấy tên tiểu nhân không hiểu chuyện đó hả? Thật phiền Nghịch Cương thủ lĩnh tự mình ra tay ra huấn rồi. Liêu Trạm ở nơi này không kịp thời gian nghênh đón, như thế nào mà dám ý kiến đây? Như vậy là tốt rồi, ta với thành chủ chỉ có hội ý thôi, mà ngoài cửa có tới 200 thượng phẩm thần nhân, thiếu chút nữa ta không dám vào. Nghịch Cương nói xong, ánh mắt đảo qua nhìn về phía 200 gã tử sĩ bên ngoài, khẩu khí có chút cười nhạo. Ha 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 ha, Nghịch Cương thủ lĩnh không nên nói vậy, những chuyện này đây thực chất là những gia đình trong phủ, bình thường không được lộ diện ra ngoài. Ngày hôm nay được Nghịch Cương thủ lĩnh tới thăm nên mới để cho bọn họ toàn đội ra nghênh đón, cũng tốt để cho bọn họ được nhìn thấy có chút kiến thức về phong phạm của Nghịch Cương thủ lĩnh đây. Liêu Trạm đang nói, ánh mắt cố ý liếc qua Hồng Quân ra vẻ ngạc nhiên rồi nói, chà chà, vị tiểu hữu này trông mặt rất lạ, Nghịch Cương thủ lĩnh không biết vị này là... Hắn chính là tiểu hữu của lão phu, tên gọi là Hồng Quân, ta nghĩ các người đều nghe thấy tên hắn cả rồi đấy. Hồng Quân nghe tới hai người đề cập đến hắn liền hướng Liêu Trạm gật gật đầu, vẻ mặt có vẻ như vô hại. Hơn nữa, vẻ mặt của hắn rất là thành tâm, liền làm cho người ta có thể nghĩ ngay người này rất chân thành. Liêu Trạm sắc mặt biến đổi, hắn rõ ràng đã nghe qua tên của Hồng Quân, một người chỉ là hạ phẩm thần nhân cảnh giới mà chỉ một kiếm giết chết 7.000 người của Lạc Phượng Thành. Đừng nói ở đây là thế giới của người chết, kể cả khi bọn họ còn sống cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng chỉ gần như trong nháy mắt, Liêu Trạm đã khôi phục được sắc thái bình thường, kinh ngạc nói, thì ra là vị này chính là Hồng Quân tiểu hữu, cũng quả nhiên là nhân tài à, đáng tiếc một nhân tài như vậy, Liêu gia ta trưởng quản Lạc Phượng Thành cả ngàn ức năm cũng chưa từng thấy xuất hiện qua, Nghịch Cương thủ lĩnh quả thật là hào phúc à. Liêu Trạm nói lời này cũng có nguyên nhân của lão, lão nói như vậy với ngụ ý rằng Hồng Quân chỉ là thuộc hạ, là tay sai trong ngực Nghịch Cương. Nếu điều này khiến cho Nghịch Cương và Hồng Quân xảy ra xung đột thì lão sẽ rất vui sướng. Cho dù Hồng Quân và Nghịch Cương không thể thì cũng khiến cho Hồng Quân và Nghịch Cương có chút kiêng kỵ nhau. Chỉ là thật đáng tiếc, ý của hắn hoàn toàn đã thất bại. Hồng Quân cũng chẳng thèm để ý đến lời hắn nói, chứ đừng nói là vị trí này, vị trí nọ. Liêu thành chủ, người khi lên công bố, khai thành, chúng ta muốn đổi lại Lạc Phượng Thành. Các người có thể phó mặc cho Liêu Kiến cùng Liêu Kiệt, nhưng chúng ta cũng rất rõ ràng, các người khi nào mới rời thành để người thánh giới thôn có thể đến đây. Nghịch Cương cũng không khách khí, nói thẳng vào vấn đề. Chuyện này... Nó đến cho thành, Liêu Trạm không khỏi xấu hổ. Nghịch Cương thủ lĩnh, ngươi xem, đáp ứng cho thành là của Liêu Kiến cùng Liêu Kiệt, mà hai tên đó giờ không phải là thành chủ nữa rồi, cũng không thể quyết định các vấn đề của tòa thành. Bây giờ ở Lạc Phượng Thành, chỉ có Liêu gia tộc thúc là có thể giải quyết được. Ngay cả ta, chính thức có việc, cũng phải hỏi qua ý kiến của tộc thúc lão nhân gia.
Được, ta chỉ biết các ngươi cố tình để qua lời đại, các ngươi gọi tộc thúc của các ngươi đến đây, ta Nghịch Cương cùng hắn nói chuyện. Đừng có ngàn vạn lần nói rằng tộc thúc các ngươi không có ở nhà, như thế chỉ là nói nhảm. Chuyện này Nghịch Cương nói cũng không thèm nể mặt Lưu Trạm, khiến Lưu Trạm càng xấu hổ không thôi. Nghịch Cương thủ lĩnh, quả thật tộc thúc không có ở nhà. Được, Nghịch Cương hừ lạnh một tiếng, ta đây sẽ ở lại Lạc Phượng Thành mấy ngày. Lưu Trạm nghe thấy thế thì hưng phấn hẳn lên, không nghĩ mệnh lệnh tộc thúc giao cho lại nhanh chóng hoàn thành đến như vậy. Nhưng ngay lập tức Nghịch Cương nói làm cho Lưu Trạm đang từ trên trời rơi ngay xuống đất. Ta cùng Hồng Quân Tiểu Hữu ở Lạc Phượng Thành nhiều ngày, phải được cùng tỉ thí với người của thần giới thứ nhất, trong lúc không cẩn thận có thể giết chết người thì Lưu Thành, các ngươi cũng đừng trách chúng ta. Nghịch Cương thủ lĩnh, còn có Hồng Quân Tiểu Hữu, các ngươi cứ ở trong chủ phủ, không có việc gì thì ta dám cam đoan không có ai đến làm phiền mấy người, các ngươi nói như thế có được không? Ta không thích ở tại thành chủ phủ, mỗi một nơi ta đi một chút. Hôm nay tới Lạc Phượng Thành, đây là tâm nguyện lớn nhất của ta, là đi được khắp nơi của Lạc Phượng Thành này. Nghịch Cương còn chưa nói gì thì Hồng Quân lập tức nói luôn, thể hiện lập trường của mình. Chúng ta chỉ thích đi ra ngoài, cái gì mà thành chủ phủ chúng ta không có hứng thú. Liên tục bị Hồng Quân cùng Nghịch Cương trăm đường gây khó dễ, ngay cả lời của Lưu Cẩm dặn dò thiếu chút nữa Lưu Trạm cũng không kiềm chế được, sắc mặt khó coi nói: hai vị tộc thúc thật sự mấy ngày nay không có ở đây, mong hai vị thông cảm dùm, khi nào tộc thúc về ta nhất định mang đến cho hai người câu trả lời thuyết phục. Nếu các người không phá Lạc Phượng Thành của ta, đối với thánh giới thôn của các ngươi cũng không có điều gì tốt đẹp à. Nghịch Cương lớn tiếng nở nụ cười, một chút bận tâm cũng không có, không để ý đến Lưu Trạm mà trực tiếp hướng Hồng Quân nói: Hồng Quân, đệ có nghe hay không, có người uy hiếp chúng ta kìa. Hồng Quân không nói gì, chỉ cười cười nhìn Lưu Trạm nói: Lưu thành chủ, ta cùng Nghịch Cương lão ca gần đây đang luyện một chiêu thức, nhưng tiến triển có chút chậm chạp, muốn chúng ta ở lại thành chủ phủ cũng không khó, mong rằng Lưu thành chủ bố trí mấy người theo ta cùng Nghịch Cương bồi luyện, tốt nhất công lực phải cao cao một chút, ta xem. Nói đến đây Hồng Quân chỉ vào 200 tử sĩ: ta nghĩ mấy gã hộ vệ kia rất thích hợp, nhưng mà Nghịch Cương lão ca đang luyện có chút chưa thành thạo, nếu có xảy ra án mạng. Lưu Trạm giờ này cũng không nói gì, Hồng Quân chỉ 200 tử sĩ này đúng là tinh anh của Lạc Phượng Thành chủ phủ. Lưu Cẩm trước khi đi từng nói qua lưu lại 200 tử sĩ này để phòng ngừa Nghịch Cương cùng Hồng Quân trực tiếp dùng sức mạnh, nếu thực sự không quá mức cần thiết thì không nên xuất ra những người này. Dù cho họ cũng là thượng phẩm thần nhân tử sĩ, đừng nói là toàn quân bị tiêu diệt, ngay cả bị chết một người thì đối với Lưu Trạm cũng là một tổn thất quá lớn. Chuyện này những tên gia đình công lực thấp kém sợ rằng không được, lại khiến cho Nghịch Cương thủ lĩnh lên tiếng à. Như vậy đi, chỉ cần nhị vị đáp ứng ở lại thành chủ phủ, Lưu Trạm tất sẽ đi tìm một số hộ vệ có công lực cao, mỗi ngày cùng Nghịch Cương thủ lĩnh so chiêu. Lưu Trạm trong lòng như muốn phát dồ lên, nhưng đành cắn răng hy sinh một ít thủ vệ. Thực tế thì Lưu Cẩm không có rời đi khỏi Lạc Phượng Thành, lão đang không ngừng bố trí nhân thủ tiến công đánh thánh giới thôn, đến lúc đó cùng với Nghịch Cương và Hồng Quân đàm phán sẽ có nhiều điểm lợi hơn. Nhưng điều quan trọng nhất mà lão không biết đó là thánh giới thôn mới thực sự là thiên la địa võng. Uỳnh, Nghịch Cương hạ kiếm xuống, một chút cũng không lưu tình, hai trung phẩm thần nhân hộ vệ liền chết ngay lập tức. Bên cạnh Lưu Trạm cũng không nhịn được sự sỉ nhục, mặc dù chỉ là trung phẩm thần nhân nhưng mới chỉ trong một ngày đầu tiên đã hy sinh mười mấy người. Nhưng đồng thời hắn cũng may mắn một chút, đó là thông qua những lần giao đấu với các trung phẩm thần nhân, hắn đã thấy được kiếm chiêu của Nghịch Cương. Ta nói Lưu thành chủ à, ngươi cho ta mấy người luyện tập chẳng tốt chút nào cả, công lực vừa thấp, số lượng lại cũng ít nữa, thật sự là không được, có lẽ ta và Hồng Quân Tiểu Hữu phải ra ngoài thành thôi. Nghịch Cương một chiêu giết chết hai trung phẩm thần nhân, lại nhíu mày nhìn Lưu Trạm nói. Lưu Trạm trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, đây chính là sự uy hiếp thuần túy, uy hiếp thẳng thừng. Nhưng thực sự thì hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ còn biết chờ đợi tin tức của tộc thúc, chỉ còn biết cầu mong cho tin tức chỉ đạo nhanh đến mà thôi. Nghịch Cương thủ lĩnh, ta xem trong khi tu luyện thì không nên lóng lòng như vậy, đạt tới thượng phẩm thần nhân cảnh giới đâu phải dễ kiếm đâu,
ta đã phái, phải mấy ngày nữa mới có thể trở về. Thôi thì ngươi cứ chịu vài hôm đi, một vài ngày nữa sẽ có cao thủ cho ngươi luyện tập. Tiểu Quân, đệ thấy thế nào? Nghịch Cương nhìn qua Hồng Quân dò hỏi. Nếu Liêu thành chủ đã có thành ý như thế, chúng ta cung kính không bằng tuân lệnh. Chỉ là mấy trung phẩm thần nhân này quả thực là quá yếu, chỉ có thể nhờ Liêu thành chủ cấp thêm người mà thôi. Liêu Trạm bị Hồng Quân nói những lời này, thiếu chút nữa không nhịn được mắng to. Bao nhiêu mới là đủ đây? Cả Lạc Phượng Thành tính tổng cộng cũng chỉ có khoảng 100 vạn trung phẩm thần nhân, cho ngươi một ngày giết 10 mấy người còn đòi thế nào nữa? Chẳng lẽ ngươi một ngày muốn giết hàng trăm hàng ngàn ư? Rõ, rõ. Liêu Trạm chỉ còn biết ngoài miệng chấp nhận, nhưng trong lòng thì không ngừng tính toán. Tộc thúc à, ngài có thể hành động nhanh hơn một chút được không? Ta cũng sắp không chịu được nữa rồi. Lúc này Liêu Trạm cảm giác như trong tâm tình muốn chảy máu. Lại nói về Liêu Cẩm, bố trí 20 vạn thần nhân, trong đó trung phẩm thần nhân 5 vạn, thượng phẩm thần nhân 3 ngàn, còn lại là hạ phẩm thần nhân. Lão cũng mang theo một số Liêu gia đệ tử trùng trùng điệp điệp hướng Thánh Giới Thôn đi tới. Người của Thánh Giới Thôn tính tổng cộng không quá 2 vạn người, Liêu Cẩm một lúc đều đến 20 vạn. Nếu thực sự muốn đổ sát thì sợ rằng chỉ cần 500 thượng phẩm thần nhân thôi cũng đủ để săn bằng Thánh Giới Thôn. Hiển nhiên ý tứ của Liêu Cẩm cũng không phải là săn bằng Thánh Giới Thôn. Từ khi Liêu Cẩm phân phối người cũng đã mất đến 3 ngày. Hiện giờ 20 vạn thần nhân đã bao kín Thánh Giới Thôn. Liêu Cẩm hài lòng nhìn trận thế mà quân mình đã an bài. Lão lập tức truyền âm cho Liêu Trạm, lấy tính mạng người của Thánh Giới Thôn ra uy hiếp Nghịch Cương cùng Hồng Quân. Liêu Trạm sau khi nhận được tin tức thì con mắt sáng hẳn lên, hàm răng nghiến vào nhau kêu trèo trèo. 3 ngày đối với thần nhân mà nói chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Liêu Trạm thì 3 ngày qua dài như 1 năm vậy. Mỗi ngày để cho bọn Hồng Quân giết 10 mấy người trung phẩm thần nhân mà khuôn mặt của mình lúc nào cũng phải tươi cười, trả lời một cách hạ tiện, không có biện pháp gì khác. Trong mắt Liêu Trạm giờ này phát ra hung quang. 3 ngày vừa rồi cũng đủ cho các ngươi rồi à? Lạc Phượng Thành thành chủ có một cái thiên viện, Nghịch Ương và Hồng Quân đang ngồi đánh cờ. Mặc dù Hồng Quân rất không tình nguyện, nhưng bị Nghịch Ương ép chơi nên không còn cách nào để từ chối, cũng chỉ biết ngồi chơi cùng lão. Mà kể cũng lạ cho lão Nghịch Ương này, đánh với đối thủ toàn thua mình mà ngày nào lão cũng muốn chơi. Nghịch Ương thủ lĩnh, Hồng Quân tiểu hữu, 3 ngày qua các ngươi ở đây có quen không? Thanh âm của Liêu Trạm vang lên, chỉ có điều thanh âm hôm nay có chút kỳ quái. Ồ, là Liêu thành chủ sao? Nghịch Ương lướt mắt một cái đã thấy Liêu Trạm đi đến, phía sau hắn là 200 thượng phẩm thần nhân tử sĩ. Nghịch Ương ánh mắt lập tức sáng lên. Liêu thành chủ quả thật là rộng rãi à, bỏ đi cả 200 người này cho cả gia đình để ta bồi luyện sao? Nghịch Cương thủ lĩnh, có lẽ có nhiều chuyện ngươi còn chưa rõ ràng lắm hả? Liêu Trạm nói. 20 vạn quân sĩ của Lạc Phượng Thành chúng ta hôm nay đã bao vây kín cả Thánh Giới Thôn, ngươi có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với chúng ta được không? Cái gì? Nghịch Cương mạnh mẽ đứng lên, trên mặt có đôi chút dữ tợn. Các ngươi quả nhiên là hèn hạ, giữ chúng ta ở đây còn cho người bao vây Thánh Giới Thôn ư? Ta vốn ta cũng không muốn làm như thế, nhưng cũng chỉ tại các ngươi dối gạt người quá đáng, dám tới Lạc Phượng Thành giết người. Nếu ngươi không phải nằng nặc đòi đàm phán với chúng ta, vậy cái chết của 20.000 người Thánh Giới Thôn tất cả được tính lên đầu của Nghịch Cương ngươi. Liêu Trạm cũng không còn nể nang gì nữa, ngữ khí cũng cương ngạnh hơn. Nghịch Cương lão ca, trước đây đệ nói như thế nào? May mắn chúng ta có chút phòng bị, nếu không đã để cho bọn tiểu nhân này đắc ý rồi. Hồng Quân cũng đứng lên cười cười nói. Còn muốn giảo hoạt, ta biết 2 người lợi hại, đặc biệt là ngươi. Liêu Trạm lấy tay chỉ vào Hồng Quân. Nhưng mà các ngươi cũng không cần phải giả bộ nữa, các ngươi đã ở ngoài rồi, Thánh Giới Thôn lấy cái gì bảo vệ đây? Hồng Quân và Nghịch Cương liếc nhìn nhau, đột nhiên cười ha ha. 7 cái nhị cấp trận pháp, 3 cái tam cấp trận pháp, đừng nói là 20 vạn, ngay cả kéo tất cả người của Lạc Phượng Thành đến thì cũng đừng mong tiến vào được Thánh Giới Thôn. Liêu Trạm trong lòng cũng kính sợ 2 người, nhưng cũng tuyệt đối không tin Thánh Giới Thôn có gì để bảo vệ. Nhưng nhìn thấy thái độ của Hồng Quân và Nghịch Cương thì trong lòng cũng có chút bất an. Nghịch Cương thủ lĩnh, không biết lời đề nghị của ta vừa nãy, không biết ngươi nghĩ như thế nào? Ta cũng không thể tìm trung phẩm thần nhân tới để cho các ngươi giết được. Liêu Trạm lạnh lùng nhìn Nghịch Cương nói. Không cần, không cần,
trung phẩm thần nhân cảnh giới quá thấp đi. Ta xem ngươi và những người phía sau vừa lúc thích hợp để ta luyện nghịch thiên kiếm pháp. Vừa dứt lời, thượng phẩm thần khí chiến thiên xuất hiện trên tay của nghịch ương. Như vậy các ngươi muốn hy sinh thánh giới thôn sao? Lưu Trạm mặt ngoài cũng khiếp sợ, trong tâm lại còn dâng lên một cảm giác bất an. Hắn dám cùng nghịch cương đàm phán bởi vì biết nghịch cương không dám hy sinh thánh giới thôn, nhưng mà tình hình trước mắt không thể tránh khỏi một trận đại chiến. Đấu với hai người kia còn mạng hay không cũng rất khó nói. Lưu Trạm, ta nói cho ngươi, ngươi có biết là ngươi nói rất nhiều không? Nghịch cương nhíu mày, một đạo kiếm khí phá không bay đi. Bùng! Một đạo kiếm khí cũng không phải là quá mạnh, bị một tử sĩ dễ dàng ngăn lại. Lưu Trạm sắc mặt thay đổi, đồng thời cấp tốc truyền âm cho Lưu Cẩm rằng Hồng Quân và Nghịch Cương đã động thủ. Nghịch Cương! Lưu Trạm hung hăng nói, người muốn không để ý đến mạng sống của Thánh Giới Thôn nữa sao? Hôm nay ta cũng muốn xem bản lĩnh của các ngươi như thế nào, có thể đối phó với 200 tử sĩ của ta đây. Lên, bày trận! Nhận được lệnh, 200 tử sĩ quay mặt về phía Hồng Quân và Nghịch Cương, cả nhóm tạo thành một hình tam giác vây lấy hai người. Nghịch Cương lão ca, muốn cần hỗ trợ thì cứ nói. Hồng Quân lùi về một bên, hắn cũng chẳng để ý đến các tử sĩ này, mà các tử sĩ này căn bản cũng không để ý đến hắn. Được, để lão ca ca chém giết một hồi xem đã. Phá thiên kiếm khí! Thực ra phá thiên kiếm khí đối với 200 thượng phẩm thần nhân có trên người thượng phẩm tiên khí chiến y, Nghịch Cương định không dùng chiêu này, nhưng lão lại muốn biết tiết tấu của bọn người này. Thật sự thì Nghịch Cương đã tính toán sai, đối mặt với thượng phẩm tiên khí chiến giáp thì kiếm khí coi như vô dụng. Những tử sĩ này cũng không hề để ý đến kiếm khí, họ cũng không thèm để ý đến chiêu thức. Từ xa nhìn lại, 200 tử sĩ tạo thành một tam giác trận thế, từ mỗi người phát tán ra một màu đen quang mang. Đột nhiên những quang mang màu đen này thoát ra khỏi cơ thể của họ, bay lên, sau đó tụ tập lại. Hai tay của một người tạo thành một hắc quang cầu. Quang cầu liên tục phóng to thu nhỏ, rồi lại thu nhỏ phóng to. Sau đó vài lần tuần hoàn đã tạo thành một quả hỏa cầu màu đen với kích thước kinh khủng. Tử vong chi cầu, lên! Người nọ trong mắt đã toát lên một tia hắc quang. Một tiếng hét vang lên, ngay lập tức hắc quang cầu bay thẳng về phía Nghịch Cương. Nghịch Cương quan sát quang cầu từ lúc nó mới hình thành thì sắc mặt của lão có chút thay đổi. Đừng nói là phóng to, thu nhỏ vài lần, ngay cả khi mới hình thành cũng đã có thể so sánh với trung phẩm thần khí va chạm. Sau đó vài lần tuần hoàn phóng to, thu nhỏ thì uy lực của nó tuyệt đối kinh khủng. Nếu bị quang cầu này oanh kích tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ. Phá thiên, kiếm khí! Nghịch Cương không kịp nghĩ nhiều, giơ kiếm chém. Nơi mà mũi kiếm đi qua, không gian được một trận chấn động. Không có một lực lượng cường đại, chỉ thấy khối không gian chấn động ngay lập tức va vào quang cầu. Uỳnh! Một tiếng nổ rung trời vang lên, hai luồng năng lượng cường đại tại không trung va vào nhau, một đạo năng lượng không thể tưởng tượng được bay tứ tán. Phá thiên kiếm khí hoàn toàn bị triệt tiêu, nhưng quang cầu chỉ ảm đạm hơn một chút rồi lại tiếp tục bay tới, mặc dù có chậm hơn đôi chút. Cũng có thể thấy phá thiên kiếm khí đã làm tiêu hao không ít năng lượng của quang cầu. Thật là khó phá. Nghịch Cương hừ lạnh một tiếng. Vậy hãy xem uy lực của nghịch thiên nhất kiếm đây. Nghịch thiên nhất kiếm bốn chữ vừa thốt ra, Lưu Trạm đã sợ hãi thú lui về phía sau hơn 10 thước. Trên chiến trường, Hồng Quân đã dùng chiêu này một kiếm chém chết hơn 7.000 thần nhân. Mặc dù lão không được tận mắt chứng kiến, nhưng ngẫm lại cũng đủ thấy sợ hãi rồi. Nghịch thiên nhất kiếm! Nghịch Cương trong miệng hét lớn, lập tức thần khí chiến thiên hướng không gian xẹt qua. Một đạo gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường từ mũi kiếm chảy xuôi xuống. Nhanh chóng gợn sóng đó bành trướng, hình thành một mảng quang mang chói mắt. Lúc đó quang cầu màu đen cũng phi đến trước người Nghịch Cương. Hai đạo năng lượng lại một lần nữa va chạm nhau. Căn bản không có lấy một chút thanh âm, hắc cầu ngay lập tức bị quang mang cắn nuốt năng lượng. Chỉ một lát, quang mang đã đến trước trận đạo tam giác kia. Phá! Người thần nhân kia liền hét lên một tiếng, thân thủ lao vào phiến quang mang kia. Trong tay hắn, quang mang lưu chuyển, hiển nhiên đã có mang theo một đôi thượng phẩm tiên khí quang sáo. Ngay lập tức, 199 người còn lại, tay người nọ áp lên lưng người kia, không ngừng truyền đến thần nguyên lực vào người nọ. Uỳnh! Một tiếng nổ mạnh, người phía trước kia thân thể bị đánh cho nát bét, tàn cho hướng các phía bay tứ tung. Mấy người phía sau hắn cũng bị Nghịch Cương nhất kiếm oanh kích.
mặc dù không giống như người kia nát bét thân thể, nhưng cũng mất đi tính mạng. Chỉ một kiếm này đã giết chết đi 7-8 người. Tuy những người phía sau không việc gì, nhưng cũng khiến cho những người còn sống sót một trận áp lực. Ai da, thật là xấu hổ. Nghịch Cương bất đắc dĩ nói, đã 30 năm rồi mà nghịch thiên nhất kiếm của ta vẫn còn yếu như vậy, sợ rằng chỉ bằng 1/10 uy lực của đệ thôi. Hồng Quân cũng lắc đầu cười cười. Nghịch Cương lão ca, mỗi người đều có mối duyên kỳ ngộ, chúng ta không cưỡng cầu được đâu. Có lẽ đệ phải thể hiện lại một lần nữa nghịch thiên nhất kiếm cho huynh xem. Huynh nhìn kỹ và lĩnh ngộ đây. Nghịch thiên nhất kiếm mà Nghịch Cương xuất ra, Hồng Quân có cảm giác như có cái gì đó vẫn không đúng. Hôm nay ứng chiến rốt cuộc phát hiện vấn đề, đó là Nghịch Cương lĩnh ngộ kém. Lần này chính mình sử dụng lại một lần, xem Nghịch Cương lĩnh ngộ được bao nhiêu thì lĩnh ngộ. Liêu Trạm choáng váng, mặc dù biết những người này không thể ngăn cản được Hồng Quân và Nghịch Cương, nhưng chỉ trong một lát mà đã chết tới 8 người, điểm đó khiến cho hắn khó có thể chấp nhận. Hơn nữa, người đáng sợ nhất là gã Hồng Quân kia còn chuẩn bị ra tay. Tộc thúc, con nơi này không chịu được nữa rồi. Liêu Trạm không còn biện pháp gì, chỉ còn cách truyền tin cho Liêu Cẩm. Đáng tiếc không có một tín hiệu nào hồi âm. Như thế nào có thể đây? Liêu Trạm không thể tin vào những gì mình đang được thấy. Bỗng dưng một âm thanh như ác ma gọi hồn vang lên. Nghịch thiên nhất kiếm. Trong tay Hồng Quân xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Lập tức thanh tiểu kiếm biến thành lớn. Hắn nhẹ nhàng vung tay, nhất thời một vết rách không gian tối om xuất hiện. Vết rách không gian ư? Thần kinh của Liêu Trạm rốt cục không chịu được sự đả kích này, giờ phút này có chút điên cuồng, không để ý xung quanh hét lớn. Quả nhiên là vết rách không gian. Ở chỗ này cũng có người có thể xé rách không gian sao? Vết rách không gian chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Một kiếm khí to lớn mạnh mẽ phóng ra. Kiếm khí hình thành một dải quang đoàn bao vây cả Liêu Trạm cùng tất cả các tử sĩ. Quang mang tán đi, gần 200 thần nhân kể cả thần khí của Liêu Trạm đã toàn bộ biến mất. Cao nhất như thần khí của Liêu Trạm, giờ các tiên khí của các tử sĩ đều bị đánh nát. Nhìn những mảnh thi thể, những mảnh tiên khí, không có cái nào còn nguyên vẹn cả. Một kiếm này cũng khiến Nghịch Cương run rẩy. Tiểu Quân, một kiếm này của đệ so với trước đây ở Xa Khâu Lăng còn mạnh mẽ hơn không ít à? Nghịch Cương lão ca, đây là lĩnh ngộ. Nghịch thiên nhất kiếm, đối với thiên đạo lĩnh ngộ càng nhiều thì uy lực càng lớn. Nếu có một ngày ta đạt tới thần vương cảnh giới, một kiếm có thể hủy diệt thiên địa, chuyện đó không có gì là ngoa cả. Câu cuối cùng của Hồng Quân nói ra có phần tự hào. Đây là chiêu thức mà hắn sáng tạo ra. Trong lòng Hồng Quân thầm nghĩ, nếu hắn thực sự đạt đến thần vương cảnh giới, một ngày một kiếm này ngay cả thiên tôn cũng không dám đón đỡ. Chính mình từ nhỏ đã sống dưới cái bóng của Tần Vũ và Tần Tư, rốt cuộc hôm nay hắn cũng đã có chút tự hào. Ở chỗ này hủy diệt thiên địa sao? Nghịch Cương có chút sững sờ. Hủy diệt thiên địa có ý nghĩa như thế nào đây? Với thực lực như Nghịch Cương tại Thiên Ma Yêu Giới, hắn có thể tự tin làm được. Nhưng đây là vô danh không gian. Không gian ở đây vô cùng ổn định, ngay cả là thần vương cảnh giới cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng Hồng Quân mới là hạ phẩm thân nhân mà đã có thể xé rách không gian, thì có điều gì mà hắn không làm được đây? Nghịch Cương lão ca, nói chuyện gì nữa? Bây giờ thành chủ đã chết rồi, chúng ta không có lý do gì để ở lại chỗ này, không bằng chúng ta đi ra ngoài thành một chuyến. Tiểu Quân, đệ nói đúng, nếu mà còn ở chỗ này nữa, ta sợ rằng sẽ bất kính với thành chủ. Nghịch Cương lúc này tâm tình rất tốt. Vừa rồi lão mới giết được 8 người, số còn lại đều bị Hồng Quân giết hết. Giờ có cơ hội đi ra ngoài thành thì lại có cơ hội để giết chóc một phen. Đối với người của thần giới thứ nhất, Hồng Quân cũng không có nghĩ đến hạ thủ lưu tình. Lạc Phượng Thành chỉ qua mấy câu nói của Nghịch Cương và Hồng Quân đã được quyết định vận mệnh, đó là đầu lục. Trên ngã tư đường, Hồng Quân và Nghịch Cương thong thả đi, mỗi người trong tay đều cầm một thanh thượng phẩm thần khí. Vô luận là người nào, chỉ cần là người của thần giới thứ nhất thì hai người đều giơ kiếm giết ngay. Nhìn chàng giết chóc này, ban đầu có vô số thần nhân phẫn nộ và tụ tập nhân thủ phản kháng và muốn giết hai kẻ thần giới thứ hai, không biết trời cao đất dày này. Nhưng cũng giống như lần trước ở cổng thành, mặc kệ là nhiều ít bao nhiêu, không ai có thể toàn mạng trở về. Liêu Kiến, Liêu Kiệt, gặp lại cố nhân mà không đón tiếp bọn ta sao? Cách hai người không xa, Liêu Kiến đã nhìn thấy khuôn mặt sát nhân của hai gã khắc tinh, sợ đến nỗi định quay đầu bỏ chạy, nhưng đã chậm một bước,
bị Nghịch Cương chặn lại. Nghịch Cương thủ lĩnh, ngài xem, bây giờ ta đã là một bình dân rồi, ngài đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta đi. Lưu Kiến cười cười nói, trong lòng hắn cũng thừa rõ ràng rằng, đừng nói là Hồng Quân, chỉ cần Nghịch Cương với kiện cực phẩm thần khí trên tay, muốn lấy mạng nhỏ của hắn, quả thực quá dễ dàng. Các ngươi còn nhớ đến lời thề của các ngươi không? Nghịch Cương không để ý đến lời cầu xin của bọn họ, ngược lại, lão còn hỏi Lưu Kiến. Không phải là chúng ta không muốn thực hiện, mà là chúng ta không có quyền quyết định nữa rồi. Mong rằng Nghịch Cương thủ lĩnh, đại nhân đại lượng, tha cho huynh đệ chúng ta. Mặc kệ nguyên nhân của các ngươi là gì, chỉ cần biết các ngươi đã thề, nếu không thực hiện lời thề thì chuẩn bị đi chết đi. Nghịch Cương thay đổi sắc mặt, chiến thiên giơ cao hung hăng đánh xuống. Lưu Kiến và Lưu Kiệt đã bao giờ là đối thủ của Nghịch Cương đâu, sau vài chiêu đã táng mạng dưới kiếm của Nghịch Cương. Kết quả này cũng đúng như lời thề mà họ đã từng thốt ra. Chàng giết chóc kéo dài 10 ngày, trong 10 ngày đó hai người đã giết đến mấy trăm vạn thần nhân. Ngày thứ 11 bắt đầu, thần nhân ở Lạc Phượng Thành cuối cùng cũng có cảm giác như ngày tận thế đã tới. Bọn họ căn bản không còn dám kháng cự nữa, chỉ còn biết tìm cách trốn tránh ngoài thành, vứt đi tự tôn. Không còn lòng tự tôn là thần giới thứ nhất hay không nữa, bảo trì cái mạng mới là quan trọng. Có lẽ người của Lạc Phượng Thành đều đã quên, xung quanh mỗi tòa thành trì là những thôn trang, khoảng cách giữa hai tòa thành trì là rất xa. Người của thần giới thứ nhất quả thật chưa từng nghĩ đến khả năng này. Họ có thể đi đâu được đây? Đến các thôn trang kia hay đến tòa thành trì của người thần giới thứ nhất đây? Họ căn bản là quá tự tin, không nghĩ sẽ có một ngày người của thần giới thứ nhất lâm vào hoàn cảnh này. Với họ thì người của thần giới thứ hai có thể làm gì được đây? Cứ như vậy, người của thần giới thứ nhất bị giam hãm trong Lạc Phượng Thành. Người của Lạc Phượng Thành cơ hồ bị giết sạch. Một nửa bị Hồng Quân và Nghịch Cương giết, một nửa là bỏ trốn, còn lại là đang trên đường lần trốn thì bị người của thần giới thứ hai giết chết. Giờ này Hồng Quân và Nghịch Cương đang đứng trên đường cái, đang thưởng thức một tòa thành trì rộng rãi mấy vạn vạn dặm vuông. Hồng Quân nhìn Nghịch Cương cười nói, Nghịch Cương thủ lĩnh, lần sau có lẽ phải gọi huynh là Nghịch Cương thành chủ rồi. Nghịch Cương có một trận cảm khái, được ở trong thành là giấc mơ vô số năm qua của thần giới thứ hai, thực sự đã thực hiện được rồi, nhưng ta lại có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Nghịch Cương lại tán dương, ánh mắt kỳ vọng nhìn Hồng Quân. Tiểu Quân, đệ vừa mới phi thăng mà đã giúp cho người của thần giới thứ hai có được một tòa thành trì, đợi đến khi đệ đạp nhập thượng phẩm thần nhân cảnh giới thì không biết sẽ ra cái dạng gì đây. Chuyện sau này thì cứ để sau này nói đi ha. Nói đến cảnh giới, Hồng Quân tự nhiên có cảm giác tức giận. Hắn có thể so sánh gì với cha mẹ mình đây, với đại ca Tần Tư đây, trong lòng lại không ngừng được. Có lẽ giờ này đại ca đã có thể hủy thiên diệt địa rồi. Tần Tư là người có thiên tư cao siêu, có lẽ nói Hồng Quân tư chất không đủ, đó là một điều bi thống nhất trong lòng hắn. Hồng Quân, còn bọn Lưu Cẩm thì sẽ thế nào đây? Hắn còn có thể làm gì được đây, không lẽ đứng đây để chúng ta giết sao? Nghịch Cương lão ca, huynh chuẩn bị một chút đi, thánh giới thôn sẽ vào thành. Hồng Quân ha ha cười, giờ phút này hắn cũng cảm thấy tự hào, chiếm được một tòa thành trì đối với nơi này là một chuyện tuyệt đối không nhỏ. Vì an toàn, hắn phải bố trí một cơ số trận pháp, lần này cả một tòa thành trì có lẽ công việc của hắn sẽ có nhiều hơn. Thánh giới thôn được một lần như sôi trào, mọi người ôm chầm lấy nhau, họ bàn tán Nghịch Cương thủ lĩnh vì bọn họ mà chiếm được một tòa thành trì. Ngay cả người của mấy thôn trang lân cận cũng đứng lên, họ cũng lục đục chuẩn bị kéo nhau vào thành trì. Xung quanh Lạc Phượng Thành có khoảng hơn 2.000 thôn trang nhỏ, sớm đã biết tin về Nghịch Cương thủ lĩnh, các thôn trang này nhanh chóng thu hẹp khoảng cách lại gần hơn với Lạc Phượng Thành. Một bên là chạy trốn chết để ra khỏi thành, còn một bên lại rất hồ hởi quay vào thành, tình cảnh thật là hỗn độn. Hiện giờ người của thần giới thứ hai đã biết họ có một trận pháp tông sư giúp đỡ, họ không cần phải sợ người của thần giới thứ nhất quay lại trả thù, cũng không cần phải sợ họ quay lại phản công nữa. Hơn 2.000 thôn xóm tồn tại, có đến hơn ngàn vạn thần nhân. Chính vì vậy, thủ vệ thành quân số cũng không ít, năng lực bảo vệ cũng được nâng cao hơn nhiều lần. 3 năm thời gian, hơn 2.000 thôn trang đã cơ bản chuẩn bị xong. Ở rất xa cũng có thôn trang sau khi nghe được tin tức cũng lục đục kéo về. Lạc Phượng Thành sau khi bị Nghịch Cương và Hồng Quân đổ lục cũng dần dần trở lại bình thường. Lịch sử của không gian thứ 7 giờ lần đầu tiên có Lạc Phượng Thành là tòa thành mà không phải là của thần giới thứ nhất.
Trước đây tòa thành này là của thần giới thứ hai, sau đó bị người thần giới thứ nhất cướp mất. Cũng chính bởi vì người của thần giới thứ nhất đông hơn nên của người của thần giới thứ hai chỉ còn biết thối lui, nhìn bọn người của thần giới thứ nhất trở thành chủ nhân của Lạc Phượng Thành. 10 năm sau, cuộc di rời đã chấm dứt. Lạc Phượng Thành có 22.000 vạn người của thần giới thứ hai, tổng cộng gia nhập vào 3.000 thôn trang. Tất cả 3.000 thôn trang này thống nhất đề cử Nghịch Cương làm tân thành chủ của Lạc Phượng Thành. Lạc Phượng Thành một lần nữa trở về với người của thần giới thứ hai. Nhưng nghe tên Lạc Phượng Thành, mọi người cảm thấy không quen, vì dù gì nó cũng được gọi là thành trì của người thần giới thứ nhất. Cuối cùng được Nghịch Cương đề nghị, Lạc Phượng Thành đổi tên thành Hồng Quân Thành. Đây là kỷ niệm công lao của Hồng Quân giúp bọn họ đoạt được thành. Lạc Phượng Thành giờ này đã chuyển hẳn thành Hồng Quân Thành. Đáng thương cho Hồng Quân là hắn không hề biết tòa thành trì này đã đổi tên thành tên của mình. Hắn vẫn đang không ngừng bố trí trận pháp, vì thành trì quá lớn nên không thể bố trí đơn giản. Vì diện tích quá rộng lớn nên hắn chỉ có thể bố trí được một cấp trận pháp. Bố trí 2 đến 3 cấp trận pháp phải bố trí liên kết trận pháp. Cuối cùng chỉ còn lại một thôn trang di chuyển đến. Thôn trang này chỉ là một thôn trang nhỏ, chỉ có đến 7.000 thần nhân, xem như chỉ là một thôn trang nhỏ và vừa. Nhưng thủ lĩnh của họ lại rất nổi danh, cũng là một nhân vật lợi hại. Tại tầng 6 của không gian này được xưng là Hàn Thư Đại Thủ Lĩnh. Năng lực công kích luân phiên, Hàn Thư Đại Thủ Lĩnh so với Nghịch Cương không học được Nghịch Thiên Nhất Kiếm còn muốn cao hơn. Liễu Hàn Thư chính là người của Liễu gia tộc tại Tiên Ma Yêu Giới Phong Nguyệt Tinh. Sau khi Tần Vũ phi thăng đã nhận hắn làm đệ tử. Năm đó vì báo cho Tần Vũ nguy hiểm đã không sợ hãi uống thuốc độc tự vẫn chết đi một người tu chân. Liễu Hàn Thư tư chất vốn không phải yếu kém. Từ khi còn bé thì kinh mạch đã bị bế tắc nên tu luyện mới chậm chạp như vậy. Sau khi được Tần Vũ một lần nữa cải tạo, Liễu Hàn Thư nếu còn ở Tiên Ma Yêu Giới tu luyện, thành tựu tuyệt đối sẽ không kém bất kỳ một ai. Sau khi Liễu Hàn Thư chết đi, trong lòng chỉ còn một niềm tiếc thương, đó là đối với cô gái mặc áo xanh. Hắn luôn luôn mong muốn được gặp lại. Thế nhưng sau khi chết đi, trong lòng hắn cũng chẳng còn một điều gì nữa oán niệm, nên tu luyện tốc độ tiến bộ rất nhanh. Không tới 300.000 năm, hắn đã từ tầng 6 lên phi thăng lên tầng 7, từ một người tu chân trở thành thần nhân. Hơn 700.000 năm, Liễu Hàn Thư rốt cuộc đã tới thượng phẩm thần nhân cảnh giới đỉnh phong, lực công kích cao kinh người, trở thành một thủ lĩnh nổi tiếng. Hội Nguyên Thôn mặc dù chỉ có hơn 7.000 thần nhân, nhưng vì tồn tại của hắn nên người của thần giới thứ nhất không dám trực tiếp đối phó. 3.000 năm trước, một người vì Hồng Quân mà chết đi, đó chính là Lâm Lâm, cũng phi thăng lên tầng không gian này. Tình huống của Lâm Lâm cũng không khác nhiều so với Liễu Hàn Thư. Nàng vì Hồng Quân mà chết, trong lòng cũng không có oán niệm. Sau khi phi thăng, nàng liền định cư tại Hội Nguyên Thôn. Sau khi hai người gặp nhau, họ cũng không biết nói gì. Hai người cảm thấy ngại ngùng. Mãi sau 3 năm sau, hai người rốt cuộc mới ở cùng một chỗ. Hai người chia lìa không biết bao nhiêu ngàn năm, rốt cuộc cũng đã được ở cùng nhau. 3.000 năm sau, họ lại từ thôn trang nhỏ chuyển đến gần thành trì. Đây là khoảng thời gian mà Liễu Hàn Thư vui sướng nhất. Hồng Quân Thành, thành chủ là Nghịch Cương, phó thành chủ là Liễu Hàn Thư, còn có 33 người được phân phó làm trưởng lão. 35 người chính là lãnh đạo của tòa thành mới này. Sau khi xác lập được chức vụ của thành chủ và phó thành chủ, tiếp theo chính là thiết lập quân đội cho thành trì cùng các tướng lĩnh quân đội. Người của thần giới thứ hai không giống như người thần giới thứ nhất. Họ vốn dĩ là người được trải qua huấn luyện để bảo vệ thôn trang, có thể coi họ như là người những binh lính sẵn có. Hồng Quân Thành đã kiến tạo được 100 vạn quân đội. Phó thành chủ Liễu Hàn Thư tạm thời làm tổng tướng quân phụ trách huấn luyện quân đội tác chiến. Trừ những quân đội có sẵn, mỗi 100.000 năm đều có sự luân chuyển. Thần nhân trong thành đều được lần lượt huấn luyện. Những cuộc huấn luyện này chính là phòng ngừa sự phản kích của thần giới thứ nhất. Tuy nói rằng đã có trận pháp của Hồng Quân bảo vệ, nhưng dù sao thực lực được đề cao thì cũng an toàn hơn. Trong thành, hệ thống tướng lĩnh cũng được thiết lập xong, đại đa số là những thủ lĩnh của các thôn trang. Những kẻ dưới tay cũng là do các trưởng lão kiến nghị. Như vậy, quản lý những thuộc hạ cũng do các trưởng lão lãnh đạo, thành chủ và phó thành chủ cũng tán thành những ý kiến đó. Hồng Quân từ ngày chiếm được thành cũng không có mặt trong thành. Giờ này hắn đang tập trung bố trí trận pháp. Căn bản là không biết trong thành giờ này đã ổn định và có những thay đổi lớn về nhân sự. Vốn Nghịch Cương đề nghị Hồng Quân làm thành chủ, nhưng Hồng Quân một mực cự tuyệt, không đáp ứng. Hắn cũng nói qua nếu phải làm thành chủ thì hắn sẽ bỏ đi, nên Nghịch Cương chỉ còn biết cười khổ chấp nhận lời yêu cầu của hắn.
tất cả mọi việc đều được an bài thỏa đáng. Liễu Hàn Thư ở trong phủ thủ lĩnh cùng với Lâm Phi. Lâm Lâm khi chuyển đến nơi này được gọi là Lâm Phi. Hắn hiện tại phụ trách huấn luyện nên trong thời gian này đang chuẩn bị luân phiên cho đợt binh lính khác. Liễu Hàn Thư đã ở chỗ này được 10 năm, quân đội thành viên đã ổn thỏa. Người của thần giới thứ hai dần dần cũng làm quen được với đời sống trong thành trì. Không những tu luyện so với bên ngoài thành tốt hơn mà còn có kỹ năng chiến đấu tốt hơn. Bất kỳ lúc nào cũng có thể cùng chiến đấu với thần giới thứ nhất. 10 năm qua đi, rốt cuộc Hồng Quân cũng đã bố trí xong trận pháp. Ở ngoài Hồng Quân thành, Hồng Quân bố trí 1.800.000 nhị cấp trận pháp. Liên hoàn nhị cấp trận pháp này tuyệt đối có thể so với tam cấp trận pháp. Trên trời, dưới đất, các phương diện Hồng Quân thành đều rất vững chãi. Có thể nói, nếu không am hiểu về trận pháp thì cho dù có 10 ức quân đội cũng không thể công phá được Hồng Quân thành. 20 năm sau, Hồng Quân cũng rất kinh ngạc khi thấy sự thay đổi của thành trì. Hơn 3.000 thôn trang giờ đã tạo nên như một gia đình. Hồng Quân thành giờ này cũng như chính là ngôi nhà của họ. Hồng Quân không đi tìm Nghịch Ương ngay mà lại đi dạo trong thành. Mới vào trong, hắn đã biết tòa thành trì này mang tên mình. Trước đây Hồng Quân cự tuyệt chức vụ thành chủ, Nghịch Ương đã nói qua sẽ đặt tòa thành trì này theo tên của hắn. Nhưng Hồng Quân cũng không nghĩ được Nghịch Ương đã làm điều đó thật. Đối với việc tòa thành trì này mang tên mình, Hồng Quân cảm thấy có gì đó rất gần gũi. 20 năm cực khổ bố trí trận pháp cũng vì sự an toàn của thành trì. Giờ này thấy cuộc sống bình an của thần nhân, Hồng Quân trong miệng cũng nở ra một nụ cười. Liên tục đi qua vài con đường, Hồng Quân đột nhiên con mắt sáng ngời, đột nhiên biến mất trên ngã tư đường. 20 năm qua, đại bộ phận các hàng quán đều do người của thần giới thứ hai tiếp quản. Lại một lần nữa khai trương, những lão bản ở đây cũng chính là những người ở tại thôn trang đã từng buôn bán. Bây giờ họ đã có những cửa hàng cho riêng mình. Tự nhiên trong lòng dâng lên một niềm cảm ơn vô hạn đối với Hồng Quân và Nghịch Ương. Tại một gian tiểu quán, có một cô gái mặc áo xanh đang mua rượu. Liễu Hàn Thư rất thích uống rượu nhưng không có thời gian đi uống. Đó chính là lý do mà Lâm Phi phải thường xuyên đi mua rượu mang đến cho hắn uống. Lâm tiên tử! Một tiếng thở dài, Lâm Lâm ngạc nhiên quay lại để thấy vẻ mặt buồn rầu của Hồng Quân ở ngay bên cạnh. Mặc kệ như thế nào, Lâm Lâm cũng vì Hồng Quân mà chết. Hồng Quân đã từng nghĩ nếu tìm được Lâm Lâm, hắn sẽ có rất nhiều điều để nói. Thế nhưng khi gặp được Lâm Lâm thì trong lòng chỉ còn duy nhất một điều, đó là áy náy. Là ngươi, Tần Sương, ngươi như thế nào mà ở chỗ này? Lâm Lâm hoàn toàn nhớ ký tên thật của Hồng Quân, nhưng ở nơi này mà nhìn thấy Hồng Quân thì có nghĩa Hồng Quân cũng đã chết rồi. Ta cũng không biết thế nào mà ở địa phương này. Hồng Quân cười cười, cười khổ một tiếng rồi nói. Mấy năm nay, ngài có khỏe không? Ta vẫn khỏe lắm, còn may là lại gặp lại ngươi ở chỗ này. Đi đến nhà ta giới thiệu một người cho ngươi biết. Lâm Lâm cười ngọt ngào, cầm rượu và đưa Hồng Quân đi cùng. Liễu Hàn Thư cùng Lâm Lâm sống tại một địa phương không xa lắm so với chủ phủ. Liễu Hàn Thư hoàn toàn chìm đắm trong công việc của quân đội, nhưng đột nhiên nhận được truyền tin từ Lâm Lâm, nói rằng vô luận có việc gì cũng phải trở về. Còn thần thần bí bí nói với hắn có một người vô cùng thân cận đang chờ gặp. Liễu Hàn Thư thấy thái độ của Lâm Lâm như vậy thì có đôi chút kỳ lạ. Hắn là người của Liễu gia, hắn khẳng định sẽ không gặp được người của Liễu gia ở chỗ này. Người một nhà ư? Ngoại trừ cha mẹ ruột hắn ra, hắn không nhận một người nào hết. Hàn Thư, huynh mau tới đây, xem đây là ai. Liễu Hàn Thư về tới nhà thì thấy Lâm Lâm đang tiếp chuyện một người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi này hắn chưa bao giờ thấy qua. Tần Sương, để ta giới thiệu một chút, đây chính là phu quân của ta, cũng chính là sư huynh của đệ, Liễu Hàn Thư. Lâm Lâm vừa cười, tay vừa lôi kéo tay của Liễu Hàn Thư. Hàn Thư, vị này chính là Tần Sương, là nhi tử của Tần Vũ Đại Nhân. Tần Vũ Đại Nhân ư? Liễu Hàn Thư nhất thời sừng sốt, đầu óc trong nháy mắt nhớ tới người đã đem sinh mạng lần thứ hai cho mình. Có thể làm chính mình vui chơi, sung sướng trong một thời gian. Ngoại trừ Lâm Lâm ra, trong đầu hắn chỉ từng niệm một người duy nhất, đó chính là sư tôn Tần Vũ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.